Ban biên tập chúng tôi rất vui xin được chào đón quý bà con và quý vị khán thính giả đến với bản tin cập nhật giá lúa gạo mới nhất trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Các bạn mới đến với kênh hãy ủng hộ ban biên tập một like, một đăng ký để không bỏ lỡ giá lúa gạo mỗi lần kênh phát sóng. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, thành công và đạt được mọi điều mong muốn. Tại vựa lúa miền Tây, hàng triệu nông dân đang lo lắng khi nay giá lúa gạo liên tục giảm. Nhiều người cho rằng đây là điều bất thường vì những năm trước khi vào đợt thu hoạch, giá chỉ giảm vài chục đến vài trăm đồng chứ không giảm mạnh như hiện tại. Ông Nguyễn Thành An ở xã Tân Tuyến, Tri Tôn, An Giang cho biết sẽ thu hoạch 30 hecta lúa đài thân 8, năng suất ước đạt trên 1 tấn trên 1 công. Giá lúa hiện tại không được tốt như kỳ vọng, giá lúa bắt đầu giảm liên tục, đến nay đã hơn 1.000 đồng một ký. Cụ thể giá lúa lúc trước là trên 8.600 đồng một ký, thì nay chỉ còn khoảng từ 7.200 đồng một ký trở lên. Tôi lo nhất là những diện tích sẽ thu hoạch vào cuối tháng sau, năng suất giảm vì thời tiết bất lợi và chi phí đầu tư lớn cũng như chưa biết giá cả sẽ diễn biến ra sao. Một số chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý. Các nhà nhập khẩu gạo biết Việt Nam đang vào vụ thu hoạch lúa nên chưa vội mua vào mà chờ giá tốt. Đây là điều bình thường những năm qua. Tuy nhiên, năm nay do giá gạo Việt Nam đang ở mức khá cao nên mức giảm mạnh hơn. Bên cạnh đó, một trong những khách hàng mua gạo lớn là Indonesia vừa ký được hợp đồng với Việt Nam, Myanmar và Pakistan. Ngoài ra, những diễn biến gần đây ở Ấn Độ cũng khiến các nhà nhập khẩu chưa vội chốt đơn. Thời tiết bất lợi ở châu Á đang khiến diện tích trồng lúa bị ảnh hưởng và năng suất giảm. Điều này không chỉ xảy ra với các nước nhập khẩu gạo mà cả các nước xuất khẩu gạo như Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar. Đối với các chợ lẻ, gạo nàng hoa 20.000 đồng một ký, gạo nàng nhen 28.000 đồng một ký, gạo sắc minh 18.000 đến 20.000 đồng một ký, gạo tẻ thường 15.000 đến 16.000 đồng một ký, gạo trắng thông dụng 17.000 đồng một ký, gạo thơm thái hạt dài 20.000 đến 21.000 đồng một ký. Kiên Giang OM18 7.900 đến 8.100 đồng, đài thơm 8 8.100 đến 8.300 đồng, IR50404 6.800 đến 7.000 đồng, OM5451 7.300 đến 7.500 đồng, RVT 7.800 đến 8.000 đồng, OM380 7.100 đến 7.300 đồng, OM34 6.300 đến 6.500 đồng, ST24 ST25 9.900 đến 10.600 đồng, nàng hoa 7.700 đến 8.000 đồng, lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng, nếp tươi 7.600 đến 7.900 đồng. Tháp OM18 7.900 đến 8.100 đồng, đài thơm 8 8.000 đến 8.200 đồng, IR50404 6.800 đến 7.000 đồng, OM5451 7.300 đến 7.500 đồng, RVT 7.800 đến 8.000 đồng, OM380 7.100 đến 7.300 đồng, OM34 6.600 đến 6.800 đồng, ST24, ST25 10.000 đến 10.600 đồng, nàng hoa 7.800 đến 8.000 đồng, VD20 7.800 đến 8.000 đồng. An Giang, đài thơm 8 8.100 đến 8.200 đồng, OM18 7.800 đến 8.000 đồng, IR504 6.800 đến 7.000 đồng, OM380 7.100 đến 7.300 đồng, OM5451 7.300 đến 7.500 đồng, ST24, ST25 9.900 đến 10.600 đồng, OM34 6.600 đến 6.800 đồng, RVT 7.800 đến 8.000 đồng, nàng hoa 7.600 đến 7.900 đồng, nếp IR4625 tươi 7.700 đến 7.900 đồng, ML202 8.000 đồng, lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng, Tiền Giang OM18 7.800 đến 8.000 đồng, đài thơm 8 8.000 đến 8.200 đồng, IR504 6.800 đến 7.000 đồng, OM5451 7.300 đến 7.500 đồng, OM380 7.100 đến 7.300 đồng, nàng hoa 7.500 đến 7.800 đồng, OM34 6.700 đến 6.900 đồng, RVT 8.000 đồng, ST24, ST25 10.000 đến 10.600 đồng, Cửu Long 8.000 đồng, ML202 8.000 đồng, lúa Nhật 7.900 đến 8.000 đồng, nếp tươi 7.900 đồng, Vĩnh Long OM18 7.900 đến 8.100 đồng, OM380 7.000 đến 7.200 đồng, IR50404 6.800 đến 7.000 đồng, ST24, ST25 10.100 đến 10.600 đồng, OM5451 7.300 đến 7.500 đồng, RVT 7.800 đến 8.000 đồng, đài thơm 8 8.000 đến 8.200 đồng,
lúa Nhật 7.700 đến 8.000 đồng, nàng hoa 7.700 đến 7.900 đồng, cửu long 7.000 đồng, ML202 7.900 đồng, Trà Vinh OM18 7.800 đến 8.000 đồng, OM380 7.100 đến 7.300 đồng, IR50404 6.800 đến 7.000 đồng, ST24, ST25 9.900 đến 10.400 đồng, OM5451 7.300 đến 7.500 đồng, RVT 7.800 đến 8.000 đồng, Đài Thân 8 7.800 đến 8.000 đồng, Lúa Nhật 7.700 đến 8.000 đồng. Cần Thơ, Hậu Giang OM18 7.800 đến 8.000 đồng, OM380 7.100 đến 7.300 đồng, IR50404 6.800 đến 7.000 đồng, ST24, ST25 10.000 đến 10.500 đồng, OM5451 7.300 đến 7.500 đồng, RVT 8.000 đồng, Đại Thơm 8 8.000 đến 8.200 đồng, Lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng, Nàng Hoa 7.700 đến 7.900 đồng, Cửu Long 7.000 đồng, ML202 8.000 đồng, OM34 6.700 đến 6.900 đồng, OM1352 7.700 đồng, Sóc Trăng OM18 7.900 đến 8.100 đồng, OM380 7.100 đến 7.300 đồng, IR50404 7.000 đến 7.100 đồng, ST24, ST25 10.000 đến 10.700 đồng, OM5451 7.300 đến 7.500 đồng, RVT 8.100 đồng, Đại Thơm 8 8.000 đến 8.200 đồng, Lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng, Nàng Hoa 7.700 đến 7.900 đồng, Cửu Long 7.000 đồng, ML202 8.000 đồng, Bạc Liêu OM18 7.800 đến 8.000 đồng, OM380 7.100 đến 7.300 đồng, IR50404 6.800 đến 7.000 đồng, ST24, ST25 9.900 đến 10.400 đồng, OM5451 7.300 đến 7.500 đồng, RVT 8.000 đồng, Đài Thơm 8 8.000 đến 8.200 đồng, Lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng, Nàng Hoa 7.700 đến 7.900 đồng, Cửu Long 7.000 đồng, ML202 7.800 đến 8.000 đồng, OM34 7.100 đồng, Cà Mau OM18 7.300 đến 7.500 đồng, OM380 6.700 đến 6.900 đồng, IR50404 6.700 đến 6.900 đồng, ST24, ST25 9.800 đến 10.300 đồng, OM5451 6.800 đến 7.000 đồng, RVT 8.000 đồng, Đài Thơm 8 7.500 đến 7.700 đồng, Lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng, Nàng Hoa 7.300 đến 7.600 đồng, Cửu Long 7.000 đồng, HP1 8.000 đồng, OM34 6.800 đồng, OM1352 7.400 đồng, OM4900 7.400 đồng, Long An Tây Ninh Đài Thơm 8 7.700 đến 7.900 đồng, OM18 7.600 đến 7.800 đồng, ML202 7.900 đồng, IR50404 6.800 đến 7.000 đồng, OM5451 7.200 đến 7.500 đồng, Nếp Khô Long An 9.500 đến 9.800 đồng, Nếp Tươi 7.700 đến 8.000 đồng, OM34 7.000 đến 7.100 đồng, Nàng Hoa 7.700 đến 7.900 đồng, Lúa Nhật 7.700 đến 8.000 đồng, OM380 7.100 đến 7.300 đồng, RVT 8.000 đồng, ST24, ST25 10.000 đến 10.700 đồng, DS1 9.000 đồng, Cửu Long 7.000 đồng, OM4900 7.700 đồng. Xin cảm ơn quý bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi và cùng chúng tôi lắng nghe chi tiết bảng giá lúa gạo. Xin chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.